miếng nước khu vực Thanh Hóa nhá. Đây, nay là mùng 5 tháng 4 năm 2022. Vừa này 1 HA. Mía đẹp. Cây mía bằng cán dao đổ lên. Đây, cỡ tay mình đây. Tầm đấy. Mía rất đều nhỉ. Bằng ống nước 27 trở lên. 27. Đây. Mía này hai lượt lá đã xong. Hiện tại nó cao 1,5 m nhỉ, 1,4 m. Đất quá tốt luôn, khiếp. Mặt mía này. Cây dày thật đấy. Mình xin dừng video tại đây nhé.